Thưa quý vị, một sự kiện du lịch ý nghĩa vừa diễn ra nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng là Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã chính thức khai trương tuyến vận tải đưa hành khách từ bờ ra đảo Đà Nẵng Lý Sơn Quảng Ngãi. Đây là một sản phẩm du lịch mới của Đà Nẵng trong việc khai thác nhu cầu của người dân và du khách đến trải nghiệm khám phá những tiềm năng du lịch tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Dự lễ khai trương có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn. Tại lễ khai trương, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi đánh giá rất cao về tiềm năng của tuyến đường thủy này, rút ngắn khoảng cách từ Đà Nẵng đến huyện đảo Lý Sơn, đồng thời khắc phục những bất tiện cho du khách khi có nhu cầu đến Lý Sơn. Việc tiên phong mở ra một hải trình mới sẽ giúp cho người dân và du khách đi lại thuận tiện, nhanh chóng và an toàn. Đây là một sản phẩm du lịch mới của Đà Nẵng, nhằm góp phần đánh thức tiềm năng khai thác đến các vùng biển đảo Việt Nam. Đây là một cái sản phẩm du lịch mới, vừa là cái việc là liên kết giữa hai địa phương Đà Nẵng và Quảng Ngãi trong cái vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Thì cùng với đó thì sắp tới đây thì thành phố cũng mong muốn các doanh nghiệp tham gia và đưa vào hình thành khai thác nhiều tuyến nữa. Cụ thể như là sẽ hình thành tuyến từ Đà Nẵng đi Cù Lao Chàm, Đà Nẵng đi Cồn Cỏ, Quảng Trị. Con tàu mang tên Trân Trắc được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu, sử dụng động cơ Rolls-Royce, sẽ đồng hành cùng với du khách trên hải trình Đà Nẵng Lý Sơn và ngược lại. Với sức chứa hơn 600 khách, thời gian di chuyển chỉ hơn 2 giờ tạo điều kiện du khách đến khám phá vùng biển đảo giàu tiềm năng du lịch thiên nhiên và văn hóa, lịch sử, giữ gìn bờ cõi của cha ông. Cùng với Đà Nẵng, Quảng Ngãi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cơ sở hạ tầng để đón khách. Có tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo, từ Đà Nẵng đến Lý Sơn thì cái du khách sẽ ngày càng nhiều hơn nữa. Cho nên tỉnh Quảng Ngãi cũng đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan của tỉnh Quảng Ngãi trước hết là chuẩn bị cái tinh thần phục vụ du khách một cách tận tình, chu đáo, lịch sự. Cái con tàu này thì đã được kỷ lục Guinness Việt Nam là con tàu hiện nay là tàu lớn nhất, tàu hai thân lớn nhất và được trang bị hiện đại. Hành khách lên con tàu này thì hoàn toàn được yên tâm. Tất cả cái hệ thống an toàn này là được theo tiêu chuẩn quốc tế hết và đã được Cục Đăng Kiểm Việt Nam thông qua. Tuyến du lịch này sẽ khởi hành đầu tiên vào ngày 9 tháng 4 tới với tần suất ban đầu là 4 chuyến trên một tuần. Từ 0 giờ 8 giờ, 14 giờ xuất phát từ Đà Nẵng khởi hành đi Lý Sơn. Tuyến du lịch này sẽ tạo một xung lực mới đánh thức tiềm năng trong phát triển du lịch giữa hai địa phương Đà Nẵng Quảng Ngãi nói riêng và cả nước nói chung khi đất nước đã chính thức mở cửa du lịch trong tình hình mới thích ứng linh hoạt, an toàn.